Em xin chào các bác nhé. Xin lỗi thờ Ngũ Minh, em xin giới thiệu cho các bác một bộ đánh tà 15 món của anh Khách ở Cẩm Khê, và hôm nay em xin giới thiệu cho các bác luôn nhé. Và em bộ gồm là 3 đài nhỏ, 2 đài to, 2 cây đèn, 2 cây lến, 2 lọ hương, 1 đĩa bồng, 1 đôi hạc và 1 cây lư. Và em sẽ báo kích thước cho các bác nghe nhé. Một cây lư cao 60, đường kính của lư là 25 cm, một đôi hạc cao 67, một đôi lến cao 47, đĩa lến rộng được 18, một đôi lọ hương cao 30 cm, một mâm bồng rộng 32 cm, ba đài nhỏ đường kính 10 cm, hai đài to đường kính 12 cm và một đôi đèn cao 40 cm. Và sau đây em sẽ quay chi tiết cận cảnh cho các bác xem nhé. Đây ạ, hàng bên em các bác yên tâm nhé, em đã bị u hàng đẹp bóng nhẫy. Đây ạ, các bác yên tâm, các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thật thoải mái rồi các bác mới thanh toán. Nư gương bên em ạ, đục rất sắc nét này các bác. Đấy, em đục tay nhé, tất toàn tay luôn đấy các bác. Nư lên con nân đôi long trầu đây ạ. Và hàng bên em đây các bác nhìn chưa, hàng em làm em sơn thì các bác nhìn chưa, sơn rất là bóng đẹp. Bên trong các bác yên tâm nhé, em sẽ không sơn cho các bác kiểm tra hàng đây ạ. Bên trong em sẽ không sơn cho các bác kiểm tra hàng nhé. Còn các bác mà khi về đặt đài thờ như này nhé, đây ạ, đặt chồng lên như này đấy, đấy đúng không ạ, khi tất cả đều 5 cái đài mình để chồng như này nhé. Bây giờ mình để đấy ạ, để ni rượu, ni nước và đài trầu. Đấy, cây đèn nhé, cây đèn đây bên em đây nha. Cây đèn bên em đây. Ở trong thì các bác có thể là đấy, các bác lắp bóng nhé. Đấy, em đã khoan lỗ tất rồi. Đôi cây đèn này, đôi cây lến này. Cái này các bác, cái lến bên em làm rất đẹp luôn ạ. Đấy, mâm bồng ạ. Để mâm bồng mặt mặt lèn này các bác nhé. Mặt lèn này, các bác yên tâm nhé, hàng bên em làm dày dặn lắm. Đấy, đôi đế ấy. Hàng em làm rất đẹp. Đấy, nợ hương này các bác, nợ hương các bác cho em một con lỗ trong nhé, mình ở trong mình để cắm hoặc là cắm nhang nhé các bác. Đấy, ở trong các bác về cắm nhang này, thoải mái. Đấy, còn đây là đôi hạt, đôi hạt em nắp mắt nong nhãn này. Đấy, các bác nào mà thiện chí liên hệ cho em qua số điện thoại là 0988023312. Cảm ơn các bác xem hết video của em ạ. Và em xin báo giá tổng thể một bộ như hình, là bộ như hình, là bộ như hình này là 4,5 triệu. Các bác nào tiện trí liên hệ cho em nhé, còn số điện thoại là 0988023312. Hàng em miễn phí giao hàng toàn quốc, các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thật thoải mái rồi các bác mới thanh toán. Cảm ơn các bác đã xem video của em.